Dạo này mát trời, cỡ 37-38 độ gì đó, rất thích hợp để mình ăn món sườn rim bắp. Ăn xong đi tắm một cái là quá hợp lý. Mình chỉ cần chuẩn bị sườn non và một trái bắp Mỹ. Nhúng rụm sườn qua nước sôi có một ít muối để sườn của mình ra bớt những cái cặn dơ. Trong lúc đợi nước sôi lại thì mình tranh thủ nhảy đi lột vỏ bắp. Mình thấy dùng bằng bắp Mỹ kho lên thì sẽ thơm và ngọt lắm. Bạn nào mà thích ăn dẻo hơn một chút thì có thể thử đổi qua bằng bắp nếp. Bắp này Nhung đã rửa rồi mới cắt nha. Nhiều khi mình quay tóm gọn, không có quay cảnh rửa rau thì nhiều bạn lại vào thắc mắc là nấu luôn mà không rửa đi à. Vậy chứ nhiều hôm mình quay cảnh rửa rau thì lại không có ai xem. Sườn rửa sạch để ráo thì mình cứ gia vị cơ bản mà thẳng tiến. Mắm, muối, tiêu, đường, bột ngọt cứ cho vào nha. Thêm hành tím và một chút nước màu. Có một chai nước màu làm sẵn để trong nhà vậy mình thấy cũng tiện. Hôm nào lười thắng nước màu thì mình lấy ra và ướp luôn. Mà từ lúc sắm cái chai này thì ngày nào mình cũng tự bật chế độ lười hết. Có thời gian thì mấy bạn ướp sườn này lâu lâu một chút sẽ ngon hơn. Còn mình gấp nấu quá rồi nên là lấy ra chiên rồi sau đó kho luôn. Đằng nào thì lát nữa mình kho cũng sẽ đổ nhiều nước nên là sườn cũng sẽ thấm gia vị thôi à. Mà không hiểu sao sườn non, thịt thì ít, xương thì nhiều, mà lúc nào nó cũng là cái phần mắc nhất và được nhiều người săn đón nhất. Trong đó có mình. Mình thì chắc là mình thích phần sụn á, tại vì nó giòn giòn á, sực sực ăn ngon đã lắm. Hôm nào mà đi chợ trễ là xác định nó không còn một miếng sườn nào luôn. Cho bắp vô rồi, mình kho vừa chín tới thì bắp của mình vẫn còn giữ được độ ngọt và căng bóng, chứ kho lâu quá nó bị rút nước, hạt bắp nó bị nhăn nhúm lại, không có được đẹp và ngon nữa. Bông cải mini thường mấy bạn hay làm món gì ăn? Nhung chỉ luộc lên với ít muối và dầu ăn thôi. Bông cải vẫn còn giữ được màu xanh ươm ngon lắm. Chấm với lại một chén nước tương có thêm ớt nữa thì... Làm nấu ăn thì mình thấy có thêm cái cảnh mà ngồi ăn thì nó sẽ sinh động và chân thật hơn. Nhưng mà nói thiệt chứ, bắt mình ngồi trước máy quay mà vừa ăn vừa nhận xét, kiểu nó cứ bị đơ, nó bị đờ ra, không có nói được cái từ nào hết. Nhận xét thì mấy từ toàn là kiểu cục lũng á, nghe nó không có hấp dẫn gì hết. Chính tới là nó sẽ vẫn còn cái vị ngọt tự nhiên của bắp. Bên ngoài sẽ hơi mặn mặn ngọt ngọt. Đó, mọi người thấy không? Nên là chắc thôi mình sẽ sắm cái vai mà nấu ăn thôi, còn cái vai nhận xét thì bỏ qua đi.